Hello, xin chào với các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ khu đang khu vực chỗ này là khu nhà lao B5 cũ quý vị. Bây giờ là khoảng gần 9 giờ sáng rồi. Hôm nay thứ hai đầu tuần, ngày 26 tháng 4 năm 2021. Khu đang có mặt ở đây, lang thang quay video cho quý vị xem. Bây giờ khu sẽ rẽ qua cái đường này là cái đường gọi là đường Dương Tử Giang, nằm sát với đường Nguyễn Ái Quốc luôn. Cập nhật tình hình cho quý vị xem. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ nha. Đây, cái miếng đất ở đây vẫn là cái miếng đất của nhà lao B5 cũ đây quý vị. À, bên đây và cả bên phía bên này nữa. À, cho nên quý vị thấy là cái khu chỗ này là không có quán xá gì ở chỗ này là như vậy. Đất của nhà nước mà. Bây giờ Phú sẽ đi thẳng cái đường Dương Tử Giang này và đi qua hướng đường Võ Thị Sáu để quay lại một số quang cảnh ở đây chia sẻ với quý vị các bạn, cũng như là một số cô chú anh chị có nhờ Phú là quay lại quang cảnh ở đây để quý vị xem. Là quý vị xa nhà lâu năm rồi, quý vị muốn xem lại cho đỡ nhớ. Đây, cái đoạn này là cái đoạn mà gọi là nhộn nhịp và sầm uất của cái đường Dương Tử Giang. Nó không thua kém gì cái đường Võ Thị Sáu đâu. Đấy, cũng thuộc cái dạng là ăn chơi bậc nhất đấy. Xe hơi toàn là mẹt không à, mẹt cái BM đúc không à. Nhân Biên Hòa giờ giàu quý vị ha. Xe hơi là phải đi mẹt, đi BM đúc. Đó, chứ không có đi xe thường thường đâu. À, ra tới đây là chúng ta tới một cái ngã ba. Cái ngã ba này là nó giao nhau với cái đường Phan Trung, còn gọi là cái đường năm cũ hồi xưa đó, giờ nó đổi tên là đường Phan Trung rồi. Đấy, Phú đi thẳng cái đường này luôn. Thẳng cái đường này là chúng ta ra tới ngã tư Vincom, hay còn gọi là ngã tư Lạc Cường. Tiếp tục cái hành trình quay chia sẻ quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương và xem video cho đỡ nhớ. Thì đây đèn đỏ, đèn đỏ kẹt xe. Xe hơi lấn tuyến vào bên trong xe máy. Chờ đèn đỏ xíu nha quý vị. Bên phía bên này là trung tâm thương mại Vincom đây, nằm ở ngay khu vực ngã tư Lạc Cường. Đây, bây giờ tôi sẽ chạy thẳng qua bên cái đường Võ Thị Sáu, còn gọi là cái đường năm mới, đường năm núi dài. Cái đoạn chỗ này là ngay cái chỗ quán cà phê Quy Treo, ngay chỗ này, này quán cà phê rất là nổi tiếng ở đây, dành cho giới doanh nhân. Phú nói như vậy không phải là chỉ có doanh nhân mới được vô đây uống, nghĩa là cái quán này doanh nhân người ta thích vô đây lắm, bởi vì cái sự mà gọi là yên tĩnh, yên tĩnh rồi nó không có bị nhí nhố. Bên này bây giờ là người ta đang xây một cái khu chung cư ở bên này. Cũng lâu lắm rồi nhưng mà chưa thấy động tĩnh gì, không biết khi nào mới xong. Nhiều khi phân lô để đó thôi, ai mua thì mua. Nó gọi là Diamond Central. À, tới đây thì cũng sẽ qua đường ở ngay khu vực chỗ cái cầu này. Cái cầu này là đi vào bên trong cái rạch thúi á, mấy lần cũng hay quay vị xem. Đi vào bên trong rạch thúi rồi đi qua bên giáo xứ Tân Mai đó. Chỗ này xe chạy ghê lắm nha quý vị, cho nên là phải qua đường cẩn thận đó. Đó, và chỗ này là đi qua cái cầu nè. Cái cầu này nó nằm sát với cái quán ăn đồng quê ở đây nè. Bên này là cái rạch thúi.
Thì mấy lần trước là Phú đi ở bên phía bên kia, rồi đi vào bên trong giáo xứ Tân Mai. Còn hôm nay thì thể theo yêu cầu của một số của chú anh chị thì muốn Phú đi ở bên phía bên này và quay vào bên cái phía này, hay quay vào cái bên phía rừng cây này cho quý vị xem là đây như thế nào. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ nha. Thực ra thì bên phía bên này người ta ít đi lắm, người ta đi bên phía bên kia nhiều hơn. Đi thẳng cái này vô thì chúng ta đến một cái đình ở đây này. Rạch Thúi hôm nay nước hơi cao vậy, nắng bốc lên hôi rình tanh lắm quý vị ơi. Đây là cái vườn cây ở đây tanh lắm, nước này nó tanh mà nó hôi, đúng chất là Rạch Thúi thật sự mà nói quý vị, chứ cái này mà ở gần đây chắc bứt luôn đó. Hôi đó, tại vì có cái gì cũng thải hết ra đây mà, xong rồi lại chảy ngược ra sông Đồng Nai. Quý vị nhìn cái Rạch Thúi này, đó. Đấy, Phú đi bên phía này cho quý vị xem ha, để theo yêu cầu quý vị. Bên này thì nó nhiều cây mát. Đi tới đây thì chúng ta cũng lên tới cái cầu thôi. Ra tới khu vực cái cầu nè. Ra tới khu vực cái cầu, ra tới cái đình ở đây nè. Nó nằm ở gần khu làng bè các vị. Đấy. Ra tới cái đình đây. Đình Tân Mai. Đấy. Ra tới cái đình Tân Mai đây. Này lên cái cầu là đi qua bên nghĩa trang giáo xứ Tân Mai. Cái cầu này là cầu Rạch Gió thôi. Đây nè. Cầu Rạch Gió. Bắc ngang qua Rạch Thúi. Đi qua nghĩa trang 1 Tân Mai, nghĩa trang 2 Tân Mai rồi đi lên nhà thờ luôn. Giờ sẽ quay ngược lại bên này nha. Quay ngược lại bên này, quay thêm một lần nữa để quý vị nhìn cho nó rõ cái khu vực bên này ha. Đấy, chỗ này có quán xá này, người ta bán quán đây. Khu này chó dữ lắm, nuôi chó để trong nhà, chó dữ lắm. Đây thì có các cần thủ câu cá ở đây. Qua cái Rạch Thúi. Ta câu cá ở cái Rạch Thúi. Câu nhiều lắm. Con người thì cũng câu để kiếm cơm, có người câu vì đam mê. Nên là ngày nào cũng có người vào đây câu. Ở bên phía bên này là có cái quán ăn đồng quê bên này lớn lắm. Ra làm cái quy mô lớn ở trong đây này. Cũng lâu rồi Phú chưa có vô cái quán này ăn. Trước cũng có vài lần vô đây ăn rồi. Lâu lắm rồi. Chẳng phải cả chục năm hơn rồi cũng chưa vô lại. Nhân tình đi câu cá khá đông. Nói chung là ở gần cái khu vực mà những cái con rạch, những cái con sông như thế này đôi khi thấy cũng ghê ghê quý vị.
Tại vì có đôi khi chiều cường nó lên á, ôi trời ơi nước lên cao nhìn sợ. Tại mình ở gần quá đâm ra mình thấy cũng ghê. Đấy, bên phía này là của cái quán đồng quê này, người ta làm theo dạng kiểu là ao hồ á, những cái chòi ăn ở trên ao hồ khá là hay. Đây chúng ta ra lại cái đường Võ Thị Sáu rồi đấy quý vị. Đó. Từ hướng Rạch Thúi, Phú Lại chạy ra cái đường Võ Thị Sáu và tiếp tục đi về cái hướng ngã tư Vincom và đi qua những khu vực khác, tiếp tục quay chia sẻ quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ nhé. Thì hôm nay thể theo yêu cầu của một số cô chú anh chị là muốn Phú quay lại cái khu vực cái Rạch Thúi ở hướng bên quán ăn đồng quê để cho quý vị xem, quý vị đỡ nhớ.
Thì cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Phú sẽ tiếp tục đi qua những khu vực khác và quay chia sẻ với quý vị. Hẹn gặp lại quý các bạn vào những video tiếp theo. Mình chúc quý các bạn được nhiều sức khỏe, mọi sự bình an quý vị nhé.